Sáng ngày 26 tháng 11, tại hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung kết và bế mạc hội thi cán bộ tham mưu tốt, dân vận khéo năm 2022. Sau hơn 2 tháng tranh tài, hội thi đã thu hút được 900 đơn vị đăng ký tham gia với hơn 80.000 thí sinh đăng ký và gần 146.000 lượt dự thi. Đây là con số kỷ lục so với những năm trước. Hội thi năm nay được chia làm hai bảng A, B và trải qua 3 đợt thi vòng loại trực tuyến. Sau đó, ban tổ chức sẽ chọn ra 80 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết. Và cuối cùng, 6 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi bảng sẽ được chọn để tranh tài ở ngày chung kết bế mạc. Hội thi được xem là một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa, vừa góp phần tuyên truyền những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nhất là những nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chủ đề 5 của thành phố, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cũng là dịp để các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao năng lực về tư duy chính trị, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ công tác chuyên môn và công tác dân vận. Từ đó, khuyến khích tinh thần sáng tạo, cổ vũ, động viên, nhân rộng các mô hình, các điển hình cán bộ tiêu biểu, tham mưu tốt, dân vận khéo. Sau hơn 2 tháng nghiên cứu sáng tạo, thí sinh Nguyễn Văn Tân, cán bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc quận ủy quận 4 đạt giải nhất bảng A. Thí sinh Bùi Thị Như Ngọc, phó bí thư quận đoàn, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên quận Bình Thạnh nhất bảng B.